Rồi, bác nguy hiểm quá. Da này vô 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 nó nhìn đường mít vậy lắm.
Dạ. Rồi.
Đó. Đặt ngay chỗ à,
Cái đường ngay chỗ sở tài chính á, em vừa qua sở tài chính xong em nếu mà cái này lên là người phải đi vô cái khả năng là không, nó nằm trên cái đường ngang qua sở tài chính á. Ngang qua sở tài chính tức là nếu mà em đi ngang từ ở dưới này mình xe đèn đỏ ngay từ ủy ban lên không em sẽ thấy bên cái sở tài chính xong em rẽ bên phải cái đường cài chưa ngon à, học hỏi mãi được ngon.
Tìm ra chưa? Hmm.